Đây là cái tủ đầu giường phong cách hiện đại, ngăn kéo của nó được tích hợp vân tay cho nên chỉ có chủ nhân mới mở ra được. Trên đầu tủ tích hợp đèn 3 chế độ, kim luôn sạc không dây cho điện thoại. Đặc biệt nó còn kết hợp luôn cả loa để giải trí nữa.